chứ chị ngủ làm gì mà đó, nó đơn giản như đơn giản vậy. Quá đẹp. Bốn mùa ẩm thực Minh Ngô mến chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn lại tiếp tục đi thăm cái quán bún riêu của bà Hoàng Bún Riêu, quán của chị Út nha các bạn. Nói vui thôi, chị Út rất là dễ mến và bán rất là đắt. Mình sẽ vào đây quay một số hình ảnh về quán bún riêu, canh bún quen thuộc của chị Út cho các bạn cùng xem nha, các bạn ủng hộ mình nha. Hôm nay ghé thăm lại chị Út nè, thấy chị Út bán đắt quá, mừng nha, chúc mừng nha. Chị Út chúc mình sắp về làm cho mình hai phần nha. Dạ dạ, chúc mình vào luôn hết chị. 1:30, 2 giờ nè. Hôm nay mời các bạn trở lại thăm quán bún riêu. Dạ em nha. Rất là đông khách bán cả ngày luôn nha các bạn. Ghé lại thăm chị Út nè. Cho bịch bún ra luôn nè. Ghé lại thăm cái nồi bún riêu bá đạo của chị Út. Thấy cái bún lên luôn. Rồi gỗ, rồi gỗ. Chị ít thật cái giấy cho em chả mua nhiều á. Rồi, rất thật thật. Rồi, chị bớt tiền thấy mình có nhiều thật quá. Thêm bún nha. Lần nào mình tới cũng thấy thêm bún á. Khách ở trong cũng khá là đông nha các bạn. Hiện giờ ngồi đầy bàn luôn các bạn ơi. Rồi, cái nồi nước lèo của chị Út lúc nào cũng đầy tràn nha các bạn. Không cua. Cua đầy đủ số 8. Cua đầy đủ á chị. Cua này của số 10. Chị Út hôm nay đã bỏ đi cái áo khoác rồi. Dạ, đập quá. Cái gì? Cua đầy đủ. Khách đến đây ăn ngồi tại chỗ trong quán và khách đến mua mang đi cũng khá là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy khách cứ tới. Có đường này đường Nguyễn Văn Luông các bạn. Ở quận 6 gần đối diện ngay cái nhà thiếu nhi và hồ bơi Vĩnh Hảo. Anh đứng kế Dũng là anh xã Dũng đó nha các bạn. Dũng được mấy cháu rồi? Dạ em có 10 tuổi. Cái tổ trung của em rồi. Giá bún riêu và canh bún ở đây chị Út bán là 38.000 một phần nha các bạn, nhích lên 3.000 so với trước dịch. Tô đặc biệt thì 50. Tô đặc biệt với tô kia nó khác nhau thế nào chị Út? Dạ đặc biệt thì thêm kim đồ vô anh, Chị Út đang bỏ thêm những cái phần tàu hủ chiên vào trong cái nồi. Và hủ ăn rất là bùi luôn nha. Cái này là hai phần đầy đủ không? Đó, hai phần đầy đủ rồi. Cái gì em sẽ bún ngoài. Không
không? Chị Út đang lấy những cục giò trong tủ để bán cho khách. Cái tủ giò rất khủng luôn, giò gân, giò móng và thịt bắp heo. Đây là cái tủ thịt, tủ giò của chị nè. Giờ bán của chị Út ở đây, chị bán khoảng 9 giờ sáng cho đến khoảng 8 giờ tối nha các bạn. Cũng cả ngày luôn cho nên các bạn cũng tiện ghé ăn ha. Thì các bạn ở gần thì có thể ghé thưởng thức cái tô bún riêu, canh bún của quán của chị Út. Các bạn ở xa thì có thể xem video như là một món ăn ngon của Việt Nam, mà một nét văn hóa sinh hoạt, ẩm thực của người Sài Gòn nha các bạn. Đây là cái nồi nước bún riêu của chị. Chị mới vừa châm thêm nước rồi bỏ tàu hũ chiên, bỏ hành, nhờ mình không quay kịp. Chị làm lẹ quá. Thêm rau hả chị ha? Rau lên. Rau muống bào, rau chuối bào, rau muống trụng. Ủa sao đây có mì gói nữa hả chị? Tẩm ăn mì gói nữa hả? Nước bún riêu luôn. Dạ. Chú đang cắt những miếng được bắp bán mang về. Rồi, cà luôn. Ồ, oh, ao cà luôn. Bún riêu có nhiều cà nha các bạn. Cái nước nó hơi vị chua chua. Cô thì đang thêm rau. Cô này 38 hay 50? Dạ 38. Bún riêu. À, tôi này là canh bún. 38.000. À, bún riêu rất là nhiều hương vị, rất là nhiều đồ topping trong đây các bạn. Ngoài giò, huyết, chả lụa, tàu hũ, rồi thịt nạc, rồi ăn kèm với rất là nhiều loại rau. Ngoài ra còn mắm tôm nữa. Đã mắm tôm rồi còn phải thêm nước me nữa các bạn. Ồ, hai tô. Giống này là cái món này là phụ nữ thích lắm. Cho em một nồi gan em chú ơi. Rồi, cái nồi nước lèo nghi ngút luôn. Gà, tàu hũ, chả cua. Cái hành lá rất là nhiều luôn. Cái xương giờ là mình nấu trong cái nước này hết hả chị ha? Dạ dạ. Rất ngọt luôn. Cái lượng thịt rất khủng cho nên cái nồi nước sẽ rất là chất lượng luôn. Các bạn thấy khách đến đứng ở ngoài để mua về cũng khá là nhiều nha các bạn. Địa chỉ quán bún riêu của chị Út ở đây là số 201 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 nha các bạn, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ 38 à, có cả cái cục chả cua. Rồi, cái này cái gì cũng như trước rồi quên. Đây là một hạt sắc, một cho nè. Một thịt sắc, một giò nè. Rồi. Rồi cái này là bún luôn. Thank you.
Đây là khi vợ đi vắng nha các bạn. Vợ vắng nhà. Đây là anh xã của chị Út. Đây là cục huyết to đồng luôn. Và cái mùi vị rất là bốc lên, rất là thơm nha các bạn. Cộng bún riêu thì là cộng bún nhỏ nha. Chị có cho mình một cái giò khoanh. Đây là cái chả cua nha các bạn. Rồi những cái miếng tàu hũ nè, chả lụa nha các bạn. Cái nước sao mà nó thơm quá. Những cái miếng cà, rồi hành nêm ha. Với rau được ăn kèm sẽ là rau muống bào, chuối bào, rau sống và giá nha các bạn. Giữa rau này mình chưa có trụng để quay cho nó đẹp. Rồi để có một cái món ăn ngon ngoài những thức ăn, rồi cái nước chấm cũng sẽ tạo lên một hương vị cho cái món ăn mình đã ngon nha các bạn. Thì mắm tôm, rồi ớt xay, rồi trong đây có nước me nữa các bạn. Đã bỏ nước me vào đây pha sẵn luôn cho mình luôn. Rồi những cái miếng tàu hũ. Tàu hũ này đã được chiên nha các bạn. Tàu hũ chiên chứ không phải tàu hũ trắng nha. Món bún riêu được cho là cái món dân dã, như mình thấy nó cũng rất là cầu kỳ các bạn nhiều. Rồi cái giò khoanh to đùng nha. Giò khoanh nạc gân, chấm miếng mắm tôm. Trong đây có cái chấm này, có nước me trong đây nữa. Cái miếng cà nó cũng đục ha, nó sẽ ra nước ở trong cái nước lèo các bạn. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về quán bún riêu canh bún của chị Út ở trên đường Nguyễn Văn Luôn, quận 6 nha các bạn. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.